Đây là quán lẩu Mộc Giòn, lần đầu tiên thấy xuất hiện ở Sài Gòn. Cùng mình vừa ăn lẩu vừa tận mắt chứng kiến quy trình làm mọc sạch. Tôi đã hoàn toàn kiểm chứng. Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Sáng là cái quán này bán bún mọc nha. Nghe bún mọc thì đơn giản rồi phải không? Nhưng mà tối đến là bán lẩu Mộc Giòn cùng menu hơn 10 món khác nữa. Mấy bà đang thắc mắc là sao đi ăn lẩu mọc mà kêu bò phải không? Đơn giản vì thấy trong menu nó rẻ, 199 cành mà nguyên một cái khay bò húp Kobe kèm sốt tiêu mềm tan trong miệng. Đứa em tôi nó mê nem rán Hà Nội nên mới có thêm một cái dĩa này trên bàn chấm kèm với là tương ớt. Sẵn đang ăn nên kêu thêm một cái tô nghêu và ốc hương hấp xả trong khi đợi món chính. Nghêu hấp xả tuy nhiều nhưng mà không quá đặc sắc, chứ mà cái tô ốc hương sai bự, thịt không ăn đã luôn á. Chọn hấp xả nên cái thịt ốc hương nó ngọt, cảm được liền là có tươi hay không. Rồi tới rồi đây, nhân vật chính đã xuất hiện nha. Lẩu Mộc Giòn tôi chọn là sai đặc biệt, nguyên một cái nồi lẩu hoành tráng luôn, chỉ có 245 cành. Cùng mình xem topping và cái vị nó như thế nào nha. Nguyên nồi toàn là mọc không luôn, có cả đậu hũ phô mai và rất là nhiều sườn non nha. Nước dùng thì có nấm đông cô nữa nè. Rau ăn kèm là khổ qua hoặc là cải thảo tùy mọi người chọn nha. Tôi thích ăn nấm kim châm nên gọi thêm một cái dĩa nấm kim châm nữa bỏ vào cho tăng vị. Lẩu kiểu thanh ngọt, hoàn toàn là ninh bằng xương, không sử dụng bột ngọt nha. Và anh chị chủ là cam kết mọc nhà làm đã hơn 20 năm nay, không có chất phụ gia, nên ăn xong tôi xin qua có chỗ cơ sở làm mọc của anh chị để kiểm chứng. Mộc với chả khác nhau những chỗ khác là chỗ nào anh? Ở ngoài thì người ta thường là người ta làm để người ta pha bột nhiều đó, người ta kiếm thêm tiền ăn lời. Còn nhà em làm cho người nhà bán không à, nên là toàn là thịt không à, nên thường không có pha bột nhiều. Trong gia vị mình có những gì anh? Trong đây em chỉ có là bột năng với lại đường đen, chứ không xài chất tạo màu, chất bảo quản hay là thêm thứ gì khác hết đó. Nước mắm Hương Thịnh, nước mắm ngon lại một luôn á. Này là công thức của bí kíp của gia đình đúng không? Đúng rồi, của ba em để lại cho em. Nhà mình làm cái nghề được bao nhiêu năm rồi? Nhà chắc nó bằng tuổi em luôn, anh khoảng 22 năm rồi. Mình có phân phối mọc ở đâu nữa không? Hay là chị bán? Dạ có, bảo mối cho mấy người ngoài chợ, mấy người mà người ta muốn mà mọc mình ngon á. Nó bán nhiều á. Mình xô luôn cái công thức này ra thì mình có sợ những cái chỗ khác họ làm giống mình không? Không, không sợ. Tại nhiều khi này phải do cách bảo quản thịt riêng của mình nữa, chứ không phải là muốn làm mà làm được không. Một ngày mình làm khoảng bao nhiêu ký mọc? Dạ, một ngày làm có ngày làm nhiều lắm, đếm không kịp. Nếu không hết có ngày làm phải dùng mười mấy 20 ký. Chủ yếu là giao cho mấy cái dạ, đúng rồi, giao cho mấy cái quán người ta làm, mấy cái nhà hàng người ta cần làm ba cái chả cá hay là mấy cái lẩu cá này nọ. Đây là hàng nhà làm nha mọi người, còn đây là ngoài chợ nha. Cái bịch ngoài chợ là nó sẽ bị cứng mọi người, vì bột nhiều quá là nó sẽ bị cứng. Bóp vô nó cứng hả? Bóp vô nó cứng ngắt à. Còn bịch nhà làm là rất là nhiều thịt luôn, mình bóp vô là nó cực kỳ dẻo luôn, dẻo quẹo luôn mọi người. Cái màu nó cũng khác ha. Đúng rồi, tại vì của nhà làm là màu nó sẽ đậm hơn, thịt nhiều quá là nó sẽ đậm hơn, còn ngoài chợ là thịt nó ít mà bột nhiều quá, bột nhiều thì nó sẽ trắng bạch à. Hai bịch mọi người thì chọn cái này là ngoài chợ nha, cái này là nhà làm.